Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại và cùng mọi người đi tham khảo những cái loại cây giống và kỹ thuật cũng như là giá cả của cây giống hiện nay trên thị trường. Đấy, thì hiện tại trên tay của mình đây là một cái cây giống mà đang được bà con và rất là nhiều địa phương, tỉnh thành trên cả nước đang trồng rất là nhiều. Và cái cây giống ấy, này thì nó đã và đang mang lại cho mọi người những cái thu nhập khá là ổn định trong cái thời gian vừa qua. Đấy là những phản hồi mà khách hàng đã trồng và đã bán được trực tiếp cây này. Đấy, và có gọi điện về bên cho trung tâm mình để cảm ơn và đặt thêm cây giống. Đấy, thì trên tay mình đây là một cái cây giống gù hương ta này. Đấy, gù hương ta, gù hương chuẩn nhé các bạn nhé. Thì cây giống gù hương ta này như các bạn đã biết ấy, thì nó mang lại cái giá trị kinh tế cao và ổn định, vừa để thu gỗ làm đồ nội thất, làm bàn ghế này, tủ này, giường này. Đấy, đặc biệt là tượng gỗ phong thủy, gỗ gù hương thì nó phải nói là nó mang lại cái giá trị và giá trị kinh tế rất là cao. Đấy, và mình đã tham khảo rất là nhiều các doanh nghiệp, các xưởng gỗ, những đơn vị mà cung cấp ra thị trường như cái tượng gỗ bằng gù hương ta ấy, thì nó thật sự là giá trị của nó rất là cao. Có những bức tượng rồi là những cái bức tranh bằng gỗ gù hương các thứ thì bán rất là được giá, từ giá trị ít nhất là từ 10 triệu trở lên, có những bức lên vài trăm triệu. Đấy là cái giá trị mà cái cây gù hương ta này đang mang lại và được khai thác. Bên cạnh đó thì cái gù hương ta này thì nó còn được sử dụng để ép tinh dầu nhé các bạn nhé, ép tinh dầu. Đấy, tinh dầu gỗ gù hương rất là thơm và được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, công nghiệp tinh dầu. Đấy, thì rất là nhiều khách hàng khi mình đăng video lên thì mọi người hay hỏi rằng là cây gù hương này thì bao nhiêu tiền một cây, rồi là cây gù hương này cao bao nhiêu. Đấy, thì hôm nay mình làm video mình để mình giải đáp cho mọi người cái giá của cây gù hương nhé. Thì cái giá cái cây gù hương hiện tại đang dao động trên thị trường, nó dao động khoảng tầm từ 25 cho đến 35. Đấy, có thời điểm nó sẽ lên cao hoặc có thời điểm nó sẽ thấp hơn một chút. Đấy, chính vì vậy mà khi khách hàng mà có nhu cầu muốn mua cái cây giống gù hương á, thì hãy gọi điện trực tiếp cho bên mình, thì bên mình sẽ báo giá chi tiết và báo giá ở thời điểm hiện tại. Bên mình khi mà đăng video thì bên mình rất ít khi là để giá cố định, tại vì là giá nó còn phụ thuộc vào số lượng cây này. Đấy, giá còn phụ thuộc vào thời điểm này. Đấy, chính vì vậy mà không có cái giá cố định và giá niêm yết ở trên video của mình nhé. Đấy, nếu các bạn mà có nhu cầu muốn mua lẻ hoặc là mua số lượng nhiều thì khi các bạn gọi cho mình hoặc là để lại số điện thoại thì bên mình sẽ gọi điện và báo giá chi tiết cho mọi người về cái giá cả. Đấy, thì là lúc đấy nó sẽ chuẩn nhất. Chứ rất là nhiều khách hàng bảo là tại sao khi đăng lên mà không để giá để cho mọi người tham khảo. Đấy, thì cái giá này nó không thể cố định được, tại vì nó còn phụ thuộc vào từng thời điểm và số lượng cái cây mà các bạn muốn mua nhé. Chính vì vậy mà bên mình không để giá. Thì hôm nay mình đã quay cho mọi người cái cây giống của bên mình và giải đáp cái thắc mắc là tại sao là bên mình lại không để giá và giá của cây gù hương là bao nhiêu. Đấy, và các bạn mà có nhu cầu muốn mua cái cây gù hương này để trồng thì đây là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là rất là đúng đắn và nó hợp lý, tại vì cái cây gỗ gù hương này nó không bao giờ nó mất đi giá trị, như cái gỗ keo chúng ta vẫn còn bán được, gỗ bạch đàn chúng ta vẫn còn bán được, đúng không ạ? Là đặc biệt là cái cây gù hương này thì cái gỗ của nó lại là thuộc vào hàng quý và mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy mà chúng ta đừng nên bỏ phí đất trống nhé, mà chúng ta hãy cứ trồng vào, có đất là chúng ta sẽ trồng vào để đảm bảo được cho sau này chúng ta có cái nguồn thu. Đấy, thì mọi người mà có nhu cầu cần mua cái cây giống hoặc là cần tư vấn về cây giống cũng như là giải đáp về thắc mắc gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho bên mình hoặc là để lại số điện thoại để bên mình tư vấn chi tiết hơn cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.